Vụ xe khách rơi xuống vực trên tuyến La Sơn - Hoa Liên rạng sáng nay làm 2 người tử vong, 20 người bị thương, đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn cũng đã được cập nhật và thông tin. Một trong số 2 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ là bà Nguyễn Thị Vĩnh, 64 tuổi. Người còn lại chưa xác định được danh tính. Các trường hợp bị thương gồm Trần Thị Ngọc, trú tỉnh Hải Dương, Lâm Thị Lành, trú tỉnh Hải Dương, Đào Thị Loan, trú tỉnh Đắk Lắk, Hoàng Văn Kiệt, trú tỉnh Quảng Bình, Phạm Thị Ngọc Hiếu, trú tỉnh Ninh Bình, Đoàn Văn Minh, trú tỉnh Đắk Lắk, Phương Thanh Tùng, trú tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Tuấn Liên, trú tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Công Danh, trú thành phố Hà Nội, Cao Xuân, trú tỉnh Đắk Lắk, Vũ Văn Được, trú tỉnh Hưng Yên, Phạm Văn Đình, trú tỉnh Thanh Hóa, Đoàn Thị Thòa, trú tỉnh Đắk Lắk, Vi Thế Mạnh, trú tỉnh Đắk Lắk, Phan Văn Tính, trú tỉnh Hưng Yên, Hồ Thị Xuân, trú tỉnh Nghệ An, Vũ Hải Đường, trú tỉnh Hưng Yên, Vũ Thị Yến, trú tỉnh Đắk Nông, Trần Đăng Hải, trú tỉnh Quảng Trị. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay. Xe khách giường nằm loại 40 chỗ chạy trên tuyến trên theo hướng Nam Bắc. Khi đến gần km 36 314 thì bất ngờ lao ra khỏi làn đường, băng qua vá đất trống, rồi tiếp tục đâm vào phần ta luy và rơi xuống một con suối. Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn, tổ chức điều tra xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do Đặng Thị Hàn Ni, cựu nhà báo luật sư, Trần Văn Sĩ, luật sư thực hiện. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề "Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không?" đăng tải ngày 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hàn Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Đối với luật sư Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube cá nhân luật sư Trần Văn Sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần Đại Nam. Ngày 21 tháng 1, tại thôn Mỹ Tiến, xã Thành Mỹ, huyện Thành Trường, Công an huyện phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ, bắt giữ Nguyễn Văn Huế, sinh năm 1991, Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1986, Phạm Văn Châu, sinh năm 1995, Trần Xuân Bình, sinh năm 1980, cùng trú tại thôn Mỹ Tiến, xã Thành Mỹ, huyện Thành Trường, và Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1976, trú tại khối 6, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Lực lượng chức năng thu giữ 60 kg pháo hoa nổ, 8 triệu đồng, một xe ô tô đầu kéo cùng một số tăng vật liên quan khác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận Nguyễn Văn Hà đóng vai trò mua pháo từ nước ngoài vận chuyển về rồi chia bán. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 22 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết đã kết luận điều tra vụ làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước do hàng loạt các nhân viên ngân hàng tham gia, đồng thời đề nghị truy tố đối với 2 bị can Nguyễn Hữu Hoàng và Đinh Tiến Cường về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố 9 bị can Trần Quốc Dương, Đinh Tiến Cường, Phạm Thị Thanh Hòa, Tạ Văn Quyết, Lê Thanh Huyền, Phạm Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Dung, Lê Đức Công và Phạm Bảo Quốc về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trong số đó, riêng đối tượng Đinh Tiến Cường bị truy tố 2 tội danh. Đường dây này do Nguyễn Hữu Hoàng, sinh năm 1993, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nhân viên một ngân hàng cầm đầu. Theo kết luận điều tra, ngày 10 tháng 4 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của Công an phường Ngã Tư Sở và Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa về việc ngày 7 tháng 4 có một nữ giới tự giới thiệu là cán bộ ngân hàng đến trụ sở Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở đề nghị xác minh về một đơn xin xác nhận kinh doanh đề tên Trần Quốc Dương và chữ viết chữ ký đề tên lãnh đạo và dấu tròn của Ủy ban Nhân dân phường. Qua kiểm tra, Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở phát hiện chữ ký chữ viết đề tên lãnh đạo và con dấu là giả mạo. Ngay khi nhận được thông tin, đội cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Công an phường Ngã Tư Sở đã vào cuộc điều tra xác minh, triệu tập một số người liên quan để làm rõ. Tại cơ quan công an, Trần Quốc Dương, sinh năm 1989, có hộ khẩu thường trú
ở tổ dân phố số 8, phường Mỹ Đình Hai, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là người đứng tên trong giấy tờ giả, khai nhận xuất phát từ nhu cầu vay vốn kinh doanh. Dương sử dụng Zalo nhắn tin với Đinh Tiến Cường là nhân viên một ngân hàng để tư vấn vay vốn, thì được yêu cầu phải có một giấy xác nhận kinh doanh và một bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngày 28 tháng 3, Cường gửi mẫu đơn hướng dẫn anh Dương làm xác nhận. Tuy nhiên, do chưa có đăng ký kinh doanh nên anh Dương nhờ Cường giúp đỡ. Cường đã giới thiệu cho anh Dương đầu mối là Nguyễn Hữu Hoàng, sinh năm 1993, để đặt làm giấy tờ giả với giá 2 triệu đồng. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, anh Dương đã nhận được một bộ giấy tờ có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở được shipper giao đến. Sau đó, Cường tiếp tục hỗ trợ anh Dương sử dụng bộ giấy tờ giả này để làm thủ tục vay vốn. Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Nguyễn Hữu Hoàng và xác định đối tượng này đã sử dụng các thiết bị in ấn, chế bàn tại nhà để chế mẫu giấy xác nhận. Sau đó, tải hình ảnh dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân phường Ngã Tư Sở rồi cắt ghép vào mẫu đơn. Xong xuôi, Hoàng in giấy xác nhận và thuê shipper chuyển cho anh Dương. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ một máy tính, một máy ép nhiệt, một máy in, 100 con dấu của các cơ quan tổ chức nhà nước khác nhau. Trong đó có 67 con dấu tròn của Ủy ban Nhân dân các phường, quận, công an, ngân hàng, Sở Tài nguyên Môi trường, văn phòng công chứng và 5 tài liệu nghi bị làm giả của ngân hàng. Ngoài ra, Hoàng khai nhận đã lập nhóm Zalo có sự tham gia của nhiều thành viên là nhân viên các ngân hàng. Mục đích của nhóm này là kết nối, nhận làm các giấy tờ giả để các nhân viên ngân hàng này giúp khách hàng làm hồ sơ vay tiền. Các giấy tờ giả này được Hoàng phát giá từ vài trăm nghìn đồng đến 2-3 triệu đồng, làm giả sau kê ngân hàng với giá 3 triệu đồng. Hoàng khai xuất phát từ việc nhận thấy nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc làm các hồ sơ vay vốn do không xin được các giấy tờ của cơ quan chức năng. Cùng với đó, có nhân viên ngân hàng vì muốn đạt chỉ tiêu nên đã tìm mọi cách hỗ trợ khách tròn hồ sơ vay được tiền. Do vậy, Hoàng đã tạo đường dây chuyên cung cấp các giấy tờ giả để bán cho những người này. Thông qua hình thức, cách thức, phương thức, thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 9 năm 2022 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, bị can Nguyễn Hữu Hoàng đã trực tiếp làm giả 67 con dấu tròn của cơ quan tổ chức cá nhân khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác, làm giả hàng trăm tài liệu của cơ quan tổ chức. Qua đó, hưởng lợi số tiền khoảng 253 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã củng cố hồ sơ bắt giữ thêm 7 đối tượng liên quan về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức nhà nước, gồm Phạm Thị Thanh Hòa, sinh năm 1998, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nhân viên chi nhánh một ngân hàng tại Láng Hạ; Tạ Văn Quyết, sinh năm 1990, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, nhân viên chi nhánh một ngân hàng tại Láng Hạ; Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1999, quê Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Phạm Thị Kim Oanh, sinh năm 1999, trú tại Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, nhân viên ngân hàng; và Lê Đức Công, sinh năm 1998, trú tại phường 10, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nhân viên ngân hàng; Phạm Bảo Quốc, sinh năm 1995, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, nhân viên chi nhánh một ngân hàng tại Láng Hạ; và Lê Thanh Huyền, sinh năm 1995, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cả 7 đối tượng bị khởi tố đều là các nhân viên ngân hàng, công tác viên tổ chức tín dụng. Trong quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách, nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ như sao kê bảng lương, tất toán thẻ tín dụng, nhóm này sẽ móc nối và liên hệ với Hoàng để đặt làm giấy tờ giả nhằm tròn hồ sơ, qua đó hưởng lợi từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng.